Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh ô tô hay. Vâng, quý vị và các bạn nào mà đang cần một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ, đấy, zin cả xe với tầm giá là 250 triệu đồng thì chiếc Kia Morning này thì khá là hợp lý này. Đấy, xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A39124, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, xe này là lữ đi, sơn xi màu trắng, zin cả xe, thân vỏ lành lặn, máy số zin. Đấy, Kia Morning 2018 phiên bản tiêu chuẩn, máy 1.25. Kia Morning này thì có kích thước chiều dài là 3m59, bề ngang là 1m59 và chiều cao là 1m49, rất nhiều số 9, một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 250 triệu đồng. Đấy, trên bản này thì được trang bị na răng 14 inch. Đó. Thành lốp là 16,5, đấy, 4 quả lốp mới này. Đấy, bề mặt lốp 16,5 và thành lốp là khoảng 10 phân. Zin toàn tập. Đấy, chiếc xe này thì quý vị mua về thì cực kỳ là yên tâm. Đấy, chủ xe đã độ lên rất là nhiều thứ rồi. Đó. Gương chiếu lốp, mọi thứ đều còn zin nguyên bản. Đấy, chủ xe đã độ lên màn hình Android 9 inch, cam hành trình, vô lăng hai chấu, vô lăng trợ lực lái điện. Đấy, vô lăng đẹp, mướt mượt. Chủ xe độ đề đổ start top, nó không thiếu một thứ gì rồi. Về quý vị các bạn sẵn đi thôi, có cả bệ tí tay này, cổng cắm sạc này, trần lỉ nguyên bản, nội thất ghế da nguyên bản. Đấy, chiếc xe này thì bên em cam kết với quý vị các bạn là cột kèo keo chỉ zin nguyên bản nhé, tất cả đều còn nguyên bản. Còn xe đi lại cái phần cản trước cản sau mà nó xước xát thì nó việc hết sức là bình thường. Quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Đấy, nội thất ghế da còn rất là đẹp, thảm trải 3D. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Đấy, xe này thì được trang bị công nghệ nền halogen cả trước và cả sau. Cốp vừa đủ nhu cầu sử dụng. Hatchback thì không thể đòi hỏi được cốp rộng thanh thang được. Đấy, thiết bị kích lốp, lốp sơ cua này. Đấy, sàn xe sạch sẽ. Ghế này thì có thể gập lại được 60-40 nhé, nếu không dùng đến là để đồ. Phần đinh tán máng nước, keo chỉ, lắp cốp còn nguyên bản. Đấy, chủ xe còn dán thêm cả chống ồn này. Tư nhân chính chủ, một chủ thừa mới, lữ sử dụng nhé. Sơn xi màu trắng này thì hatchback là chuẩn nhất, chuẩn bài nhất. Lốp đáp dây bình. Gầm bệ 2018 thì miễn bàn rồi. Xe này thì dẫn động cơ trước, hệ thống treo độc lập phía trước và gầm xoắn phía sau. Đấy, cam đùi xịn sò luôn. Kia Morning. Bình xăng của Kia Morning là 35 lít. Một chiếc xe đi lại đảm bảo sức khỏe. Ngoài cái giá trị mà tránh mưa, tránh nắng, chống bụi, chống ẩm thì quý vị đã nhìn thấy thì còn những cái giá trị vô hình nữa của một chiếc xe mang lại mà chỉ có những người sử dụng xe thì mới trải nghiệm được. Ví dụ mà mình kết hợp làm ăn thì đi một chiếc ô tô nó sẽ khác hoàn toàn. Mọi thứ nó sẽ trở lên dễ dàng hơn. Cùng phân khúc với cả Kia Morning này thì có VinFast Fadin, vừa rồi thì có đạt doanh số trong top 1. VinFast Fadin thì bằng ngang ngửa với kích thước của Kia Morning. Và VinFast thì không sản xuất phiên bản số sàn. Đó, cửa đóng rất là chuẩn. Kính lái một chạm.
vô lăng mới đét. Bảng tắp lô đồng hồ đây, vòng tua rất là chuẩn chỉ, cách âm khá là tốt. Thảm trải tắp lô, màn hình Android, có kết nối mạng 4G sẵn luôn nhé. Cam hành trình, cam lùi, góc rộng luôn. Quý vị các bạn lưu ý đây là màn Android nhé, kết nối mạng Wi-Fi, điều hòa cơ, góc để đồ đây, khóa điện này, đó, bề lỗ start stop. Cái đèn lỗ này là chủ xe độ lên nhé, bản này thì không có. Phần là táp ly này đẹp như mới. Quý vị, cái chiếc xe này thì quý vị các bạn chỉ việc cân đối về giá thôi. Phanh tay này, bệ tì tay đầy đủ rồi, về sẵn đi thôi. Mới đét, zin toàn tập. Rồi cứ đổ xăng mà chạy thôi. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý vị các bạn nhé. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý vị bạn xem. Đóng đầy đủ hết. Vâng, ở đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Kia Morning phiên bản tiêu chuẩn sản xuất 2018 phiên bản số sàn, máy 1.25. Đấy, xe này được trang bị trục cam kép và miếng thi thông minh 16 van lạc, phun xăng điện tử này, máy số zin, ốc gác chưa giờ đụng đến cả lê một lết nhé. Khối động cơ của chiếc xe này thì có công suất cực đại khoảng 86 mã lực. Đấy, chỉ kém VinFast Fadin là 1.4 thôi. Máy nổ êm như máy mới, không đâm va tai nạn gì, zin cả xe. Ốc bàn lắp capo này, keo chỉ này, nguyên bản như lúc mới mua. Máy móc khô ráo sạch sẽ, máy nổ êm. Vâng, là một chiếc Kia Morning sản xuất 2018 phiên bản số sàn, bản tiêu chuẩn, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, không taxi dịch vụ, zin cả xe. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 250 triệu đồng. 250 triệu đồng thì bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị và các bạn quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.